À, cứu thu thì nó không nằm ở thống kê các em nhá. Thống kê mà mục mà chúng ta tạo ra các cứu thu nó phải ở đây nhá. Cứu thu này. Còn cái khu vực mà thống kê phiếu thu chúng ta sẽ bây giờ thầy dân dân các em làm thử một cái form form để thống kê phiếu thu nhá. Đây là cái thống kê mà đơn giản nhất nhá. Sau này các em sẽ tự làm các cái phiếu khác nhá. Đầu tiên thì cứ add một cái form đó. Form này là form thống kê phiếu thu. Ok, phiếu thu đây là một nội dung khá là mới đấy, nó là phần thống kê, báo cáo thống kê. Một cái phần mà rất là nhiều em không để ý thì sẽ không làm được, mặc dù nó khá là dễ. Cái phiếu thu, cái form này chúng ta sẽ làm một form trắng nhá, không có gì cả trên này cả nhá, không có gì trên này cả, nó chỉ để hiển thị thôi, cho nên là nó sẽ không có một cái điều khiển trên này hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo ra một cái report này, đây là tạo ra form phiếu thu này, được chưa? Có lẽ mình sẽ làm cái hiển thị ra trước. Đây, phiếu thu đây. Chúng ta sẽ thay lại cái form kê phiếu thu chứ. À. Chúng ta thay lại cái form thống kê phiếu thu nhá. Đây. Đây form thống kê phiếu thu và hiện tại là chưa có cái gì cả nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái báo cáo cho cái form này. Đấy, cái quan trọng nhất là cái báo cáo thôi. Đấy, chú ý này. Các em ấn vào add này. Add new item nhá, chứ không phải add new form như bình thường. Đấy, new item. Và chúng ta click vào delta. Đấy, vào delta nhá. Sau delta này chúng ta sẽ có cái gì? À không phải delta, report nhá. Report nhá. Report chúng ta sẽ thay số 1 này bằng là thống kê phiếu thu nhá. Thống kê phiếu thu được chưa nhỉ? Add này, sau đó chúng ta vào report nhá. Report, sau đó chọn report này. Report thống kê phiếu thu nhá. Add nhá. Thì đây là cái report của chúng ta này. Thì cái thống kê này ấy, chỉ là thống kê mà sau này chúng ta có thể phải in ra hoặc là xuất ra file, cho nên là chúng ta sẽ phải có một kích thước gì đấy cho nó chuẩn, được chưa? Thì kích thước ở đây các em có thể nhìn thấy là nó có kích thước ở đây này, đấy 6 inch với cả 5 inch đấy, được chưa? Bây giờ nếu chúng ta muốn nó là một tờ giấy A4 chẳng hạn, chúng ta muốn nó là một tờ giấy A4 thì chúng ta cần phải tra kích thước giấy A4, thầy không nhớ kích thước A4 là bao nhiêu. Đấy. Kích thước A4 nhá. Đây. 210 nhân 297. 210 là chiều ngang và 297 là chiều dọc. Được chưa? 210 trên 297 nhá. Chúng ta có thể viết luôn vào đây. Để xem nào, đâu là chiều ngang, đâu chiều dọc này. Như vậy là đây là chiều dọc này. Đấy. 210 nhá. Và nó là cm, chúng ta điền vào đây là cm nhá. CM.
Đây là 297 này. Mm Đó. 210 x 297 mm đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái form ta đây, à, cái tờ giấy A4 chúng ta đây. Được chưa? Kích thước thì có vẻ như là nó cũng giống với kích thước thật thôi. À không giống. Đấy, sờ đây nó không giống. Đó. Đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có một tờ giấy trên này. Đúng không? Đây là một tờ giấy, chúng ta tưởng tượng tờ giấy và chúng ta sẽ phải đặt các cái dữ liệu lên đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta kích chuột phải này, cho insert này. Sẽ phải chọn insert nhá, kích chuột phải trên tờ giấy ấy. Chọn insert này. Chúng ta chọn là textbox đi. Textbox nhá. Trên này chúng ta gõ là thống kê phiếu thu. Đó. Đó. Ta đã văn bản nhưng mà ta có thể chọn phông cho nó. Đây, phông màu định là Arial cỡ 10. Yeah. Chúng ta có thể chọn lại phông. Tìm phông tham cho đẹp nhá. Phông tham này. Size. Đây sẽ để đây là cái tiêu đề mà, đây sẽ để cỡ 18 đi. Cho đẹp. Font style chúng ta sẽ để là Norman vào. Font width chúng ta để bold nhá. Extra bold. Làm nào nó ra giữa được nhỉ? Text align center. Được chưa? Biết được cái chữ này ra chưa? Bây giờ chúng ta sẽ add bảng vào nhá. Insert table này. Thì ở đây chúng ta thấy là name và dataset 1 này nó sẽ tạo ra một cái dataset dành riêng cho phiếu thu. Chúng ta có thể ghi là dataset phiếu thu đi. Thống kê phiếu thu. Rồi, data thuộc chúng ta là dataset này. Chọn data thuộc dưới này nhá. À, như này chưa được. Như này chưa được. Tạm thời xóa này đi nhá. Delete đi. Rồi, quay trở lại đây là test này để chúng ta tạo ra một cái bảng ảo để lấy được cái thống kê rồi đó. Em vào đây là test này. Kích chuột phải này cho table adapter này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái table mới nhá. Cái này nó hơi hơi giống tạo view ở trong SQL Server đấy. Không biết các em học SQL Server đã được học tạo view chưa? Học chưa? Chưa được học thì bây giờ chúng ta học thôi. Quản lý hàng hóa và công nợ này. Đấy cả. USQL statement này. Rồi, chọn Query Builder nhé. Query Builder này. Chúng ta chọn nhà chi tiết hóa đơn nhập. Không phải. Phiếu thu nhầm. Trong phiếu thu ấy, thì các em sẽ thấy rằng là chúng ta có số phiếu này, ngày này, mã khách hàng và số tiền. Đúng không? Các nội dung của chúng ta muốn có đó là số phiếu, ngày, họ tên khách hàng, đúng không? Số điện thoại của khách hàng, vân vân. Đấy, cho nên chúng ta sẽ cần ở đây là danh mục khách hàng. Nhá, cần cái này.
Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có hai bảng. Và những cái thông tin ta cần lấy ra, đầu tiên là số phiếu, ngày tạo phiếu, mã khách hàng thì không cần này. Số tiền thế là cuối cùng đi. Đúng không? Chúng ta sẽ cần tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và số tiền. Được chưa? Đấy. Đây là tất cả những gì chúng ta cần. Đấy. Xin chào. Ở đây là chúng ta đang tạo ra một cái table after nhá. Table after dạng bảng ảo đấy. Sau đó chúng ta chọn OK này. Chúng ta chọn Next này. Fill và Get chúng ta cứ để mặc định đi. Cứ để mặc định bình thường nhá. Finish. Và cái bảng Delta Table 1 này chúng ta sẽ ghi là thống kê phiếu thu nhá. Đấy, thống kê phiếu thu đổi tên. Đấy, đây là một cái bảng nhá. Chúng ta có số phiếu, ngày, tên khách hàng, địa chỉ và số điện thoại nhá. Thầy có thể chạy thử cái table after này và nó sẽ thống kê cho chúng ta như thế này, đúng không? Bây giờ chúng ta muốn là nó sẽ phải view ra cái report và xuất ra được file, in ra được giấy, đúng không? Đấy. Đây, để thống kê phiếu thu nhá. Đây, trở lại cái report này. Chúng ta kích vào insert, chọn table này. Rồi. Ở đây. Dataset. Ta chọn là thống kê phiếu thu. Data thuộc, chúng ta chọn dataset này. Và phần Available dataset chúng ta chọn là thống kê phiếu thu nhá. Đấy, được chưa? Đây. Ta chọn OK này. Bây giờ chúng ta bắt đầu này, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây này. Khi mà di chuột xuống cái vùng ô ở dưới này này. Ô delta, ô XR sẽ không có gì nhá. Ô delta này chúng ta bấm vào này. Chúng ta thấy đây là số phiếu này, được chưa? Đấy. Ngày này. Tên khách hàng này. Được chưa? Vậy chúng ta thấy là thiếu cột đúng không? Thiếu cột thì các em cũng đừng có sợ. Chúng ta kích chuột phải và chọn Insert Column, chúng ta chọn Right. Đấy. Tiếp tục. Địa chỉ. Đúng không? Vẫn thiếu đúng không nhỉ? Kích, tiếp tục kích chuột phải, chọn Insert. Right này. Số điện thoại này. Insert này, Right này. Số tiền. Được chưa? Bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh cái phông cho cái bảng này nhá. Phông cho bảng này cho đẹp. Đổi thành tham nhá. Tham New Roman này. Không sai, chúng ta sẽ chọn là 13. À, vẫn chưa đổi phong nhỉ. Phải chọn từng cái một à. Này đổi rồi, cái này chưa đổi à? Đấy, ra phải kích hết vào đây. Không. Tham này. Tham này. Rồi, bây giờ đổi rồi đấy. Kéo nhẹ ra chút. Các em hãy đổi tên ở trên này nhá, ở trên này đổi tên không sao cả. Số phiếu để chúng ta viết tiếng Việt đi.
Này. Tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và số tiền. Bây giờ làm nào để cái report này nó hiển thị ở trên cái form phiếu thu này, à, form thống kê phiếu thu này, làm nào? Chúng ta quay trở lại form thống kê phiếu thu nhá. Trở lại phong thống kê phiếu thu này, các em vào toolbox nhá, vào toolbox này, vào toolbox, sau đó thì các em vào trong phần reporting. Trong reporting này các em sẽ tìm thấy một cái control là report viewer này, report viewer này. Nhá. Các em thả lên, thả lên form. Đấy. Các em nhìn thấy có dòng là choice report này, lựa chọn. À, chúng ta chỉ có một cái report duy nhất chúng ta vừa tạo thôi. Chúng ta bấm vào đây. Và report viewer này thì các em có thể bỏ số 1 để đi, thì vì chúng ta chỉ có một report thôi. Đốc các em chọn là fill nhá. Fill để nó full đầy toàn bộ cái thống kê phiếu thu này. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chạy thử nhá. Thống kê này. Đấy. Các em thấy rằng là đây là cái thống kê phiếu thu của chúng ta. Được chưa? Và nếu mà chúng ta muốn in ra, muốn in ra nhá. Muốn in ra này. Ví dụ PDF này. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ được một cái tờ giấy A4 bao gồm có cái thống kê phiếu thu này nhá. Đi rồi đi thôi.